Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong khoảng tuần tới thì khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông về chiều và đêm, cục bộ có nơi mưa lớn. Còn ở miền Bắc vẫn là kiểu thời tiết mưa nắng đan xen ở trong một ngày. Ba ngày nay, mưa dông đã quay trở lại Bắc Bộ do sự hoạt động của giải hội tụ nhiệt đới vắt ngang qua khu vực. Mà đây là nơi mà hơi ẩm dồn về và hình thành mây dông. Dự báo là mưa dông sẽ còn tiếp diễn trong cả tuần sau ở Bắc Bộ. Trong đó, từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 9 sẽ có mưa vừa mưa to và thậm chí là có những nơi mưa rất to. Nguy cơ đi kèm theo các hiện tượng như là ngập úng, sạt lở đất và gió giật mạnh. Tại thủ đô Hà Nội, dự báo trong cả tuần sau vẫn có mưa liên tục. Có tới 5 trên 7 ngày là có mưa xuất hiện. Mưa không liên tục cả ngày mà thường về chiều tối và đêm. Ban ngày trời vẫn có nắng, nhiệt độ cao nhất là từ 31 cho đến 34 độ. Và độ ẩm thì luôn cao trên 60%. Trời mưa, độ ẩm lớn và nền nhiệt cao trên 32 độ sẽ khiến thời gian sinh trưởng của muỗi rút ngắn lại. Chỉ cần 6 ngày là trứng muỗi có thể phát triển thành con muỗi trưởng thành. Để phòng bệnh sốt xuất huyết, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, thường xuyên thau rửa, đậy nắp kín bể và các vật dụng chứa nước, thả cá để tiêu diệt loang quăng, liên tục thay nước ở các lọ hoa, loại bỏ các vật liệu phế thải, hốc nước tự nhiên, lật úp các vật dụng có thể chứa nước không sử dụng để không cho muỗi đẻ trứng, phát quang bụi rậm xung quanh nhà để không gian thoáng đãng, muỗi không có chỗ ẩn nấp. Chuyển sang thời tiết các khu vực khác, dự báo trong tuần sau thì Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông về chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to kèm nguy cơ về ngập úng và gió giật mạnh. Còn ở miền Trung, dự báo 3 ngày tới có mưa ở khu vực Bắc Trung Bộ. Từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 9 thì vùng mưa sẽ lan xuống khu vực Trung Trung Bộ. Cục bộ sẽ có nơi có mưa vừa, mưa to. Và bây giờ là phần dự báo thời tiết 7 ngày tới cho một số thành phố.